Chương 6, tương ưng phẩm thiên, phẩm thứ hai, bài 1, kinh Sanan Kumara. Sanan Kumara Sutta, bậc tôn trí giữa cõi đời, do tỳ kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình và thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, và chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo, và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc cứu trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, bài học hôm nay, kinh tương ưng Sanjuttha Nikaya, chương 5, tương ưng phẩm thiên, phẩm thứ hai, bài 1, kinh Sanan Kumara Sutta, bậc tôn, bậc chí tôn giữa cõi đời, và chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng từ xưa từ bi dẫn nhập pháp thoại ngày hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng ạ. Anh Văn Nguyên Quốc Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hội đẳng Thượng tọa Tuệ Quyền, cùng chư Thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, người đời thì họ quan niệm cái sự cao quý. Người ta thường nghĩ đến cái giai cấp ở xã hội, địa vị và quyền năng. Nhưng mà đối với một thiện trí thức ở đời nhận định thì một bậc viên mãn minh hạnh mới là bậc tối tôn. Hôm nay trong cái bài kinh Phạm Thiên Sanan Kumara, vị Phạm Thiên đã nói lên ý nghĩa đó để tán thán một bậc minh hạnh túc là Đức Phật. Thì ở đây chứ, hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải ý nghĩa sâu rộng về cái vấn đề này. Một con người thật sự cao quý không phải là do ở cái giai cấp hay là tài sản, mà chính do cái giới đức, đức hạnh của vị đó mà trở thành cao quý. Ý nghĩa này
sẽ soi sáng cho chúng ta về việc mà chúng ta tôn trọng với những cái hạnh đức như thế nào, và chúng ta nên đánh giá người khác cũng qua cái hạnh đức đó, thì như vậy được cái sự đánh giá tốt đẹp. Một vài điều chúng tôi xin gợi ý. Còn bây giờ thì xin mời cô được tôn nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh văn của bài kinh, sau đó xin cùng Tịnh Thượng Tọa Tuyên Quyền thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú linh thai chúng con thành kính tri ân hòa thượng từ xưa đã từ bi những nhập bài học cho chúng con. Dạ, bài học hôm nay bài 1 kinh Sanan Kumara, Sanan Kumara Suttam, bậc chí tôn giữa cõi đời. Phàm nói đến sự cao cả, người ta thường nghĩ tới quyền năng và địa vị. Trong cảnh giới chân thiện thì một bậc viên mãn minh hạnh là bậc tối tôn. Sự hiểu biết và đời sống thực tế thường chênh lệch. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, không có mấy ai đạt đến chỗ tri hành hợp nhất. Người ta có thể hiểu và suy tư về những điều rất cao siêu, nhưng để sống như cái mình biết thì không dễ dàng. Đức Phật là một bậc hiếm hoi giữa cuộc đời này mà trí lực và bản hạnh tương đồng. Ngài liễu tri những gì đang làm và có thể làm tất cả những gì Ngài liễu tri. Chỉ có một đấng toàn giác mới là bậc minh hạnh túc. Kinh văn: tôi được nghe như vậy. Thổ ấy, Đức Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, bên bờ sông Sabini. Khi đêm đã gần tàn, Phạm Thiên Sanan Kumara với dung sắc thù diệu, tỏa sáng toàn vùng bên bờ sông Sabini đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, Phạm Thiên Sanan Kumara đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên nói lên kệ ngôn. Sắc đế lị tối thượng với người nặng giai cấp, nhưng bậc minh hạnh túc tối thượng giữa nhân thiên. Phạm Thiên Sanan Kumara nói như vậy và bậc đạo sư chuẩn thuận. Khi Phạm Thiên Sanan Kumara biết được Thế Tôn đã chuẩn thuận, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài và biến mất tại chỗ. Thích văn: Khatiyo Seto Chane Tasmin, sách đế lị tối thắng trong xã hội. Yegota Patisarino, đối với người mang quan niệm giai cấp. Vicha Charana Sampanno, bậc minh hạnh túc. Soseto Dewamanuseti, tối thượng giữa nhân thiên. Thích nghĩa: sắc đế lị khách trí giá là giai cấp chứng sĩ hay vua chúa, đây là thành phần thống trị trong xã hội Ấn. Bậc minh hạnh túc Vicha Charana Sampanno có thể hiểu theo hai cách: danh từ riêng chỉ cho một trong chín hồng danh của Đức Phật, danh từ chung chỉ cho bậc thành tựu viên mãn tuệ giác và chánh hạnh. Theo sớ giải, Phạm Thiên Sanan Kumara hay thường đồng tử Phạm Thiên có tên như vậy vì khi còn là nhân loại có tên Panchasika, chứng thiền khi còn niên thiếu, rồi mệnh chung sanh vào cõi Phạm Thiên với nét mặt rất trẻ trung của một đồng tử. Vì Phạm Thiên này tâm tính tam bảo xuất hiện trong nhiều bài kinh, kể cả kinh Đại hội Quần Tiên Maha Samaya Sutta. Rất thú vị là thường đồng tử được ghi lại với nhiều giai thoại trong kinh điển Phật giáo Bắc truyền, chuyển dịch và biên soạn giáo trình tỳ kheo giác đẳng. Dạ, chúng con kính cung thỉnh đại chúng cùng chúng ta lắng tâm thanh tịnh để tin pháp sư ạ. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đoàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tỉnh thành, ngưỡng mong chánh pháp tỉnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay đến cho chúng con. Và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa thì chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Từ Tri, đến Đức Cục Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivadi Miswa Kato Phakkawata Thammo Thamang Namasami Subhatipano Phakkawato Sawaka Sangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến cho tôn đức tăng, quý tu nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Chỉ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh Samyutta Nikaya Tương Ưng Bộ Kinh, xuyên qua cái phẩm mà Tương Ưng Phẩm Thiên chương phẩm thứ hai. Ở đây chúng ta với cái tựa đề là Bậc Chí Tôn Giữa Cõi Đời, thì có thể nói rằng nếu mà người mà hiểu biết về Tam Bảo, Phật Pháp và đặc biệt có một niềm tin nơi Đức Phật, hiểu và biết được cái vai trò và cái sự chứng đắc cũng như là cái xuyên suốt của quá trình để trở thành một vị Phật của Đức Phật á, thì chúng ta thấy, chúng ta mới thấy điều đặc biệt. Cái điều đặc biệt chúng tôi muốn nói ở đây chính là mà trong kinh á, không có thể nào mà chúng ta tán thán nói được một cái ân đức, một cái gì mà sánh bằng đối với đấng thập tuệ, đối với đấng Như Lai, đối với một bậc gọi là Minh Hạnh Túc mà trong kinh văn này. Phạm Tiên Sanan Kumara đã xưng tán với Đức Phật. Thì thời xưa chúng ta biết rằng đối với cái giai độ cái thời mà xa xưa thì xứ Ấn Độ là một trong những nơi mà có sự phân biệt giai cấp rất là rõ ràng. Giai cấp sắc đế lị, giai cấp bà la môn, giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ, nó được hẳn hồi như thế. Thì và cái vai trò này nó là từ ngàn xưa cho tới hôm nay cũng vậy, người ta cũng có cái sự phân biệt giai cấp tốt, giai cấp xấu, giai cấp thượng lưu, giai cấp hạ lưu, vân vân. Thì nó là như thế. Và Phạm Thiên Sanan Kumara đã xưng tán rằng sắc đế lị, bậc sắc đế lị tức là bậc vua chúa là cao thượng, cao cả, là cao nhất đối với người nặng cái giai cấp, tới người mà so sánh cái giai cấp thì sắc đế lị là cao hơn hết, tức là giai cấp vua chúa. Nhưng bậc Minh Hạnh Túc và tối thắng giữa nhân thiên luôn, tối thắng giữa cõi đời này, giữa nhân thiên. Thì chúng ta biết ở trong Tăng Chi cũng đã nói một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, bị an lạc cho phần đông, bị an lạc, bị hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cái đó chính là Đức Thế Tôn bậc A La Hán cho chánh giác thiện thể thế gian dạy điều ngự Thiên Nhiên Sư Phật Đà Thế Tôn. Và ở trong mà cũng Tăng Chi Bộ cũng đã nói rằng giữa các loài hai chân bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng, và ngay cả cái chữ sát tha đi qua mô nô sa năng thề cả của chư thiên và nhân loại cũng đã xác định. Từng cái hồng danh đã nói lên một cái giá trị tuyệt vời mà Đức Phật xuất hiện giữa cõi đời này. Ngài là một con người như bao con người, nhưng cái giác giả giác tánh của chính Ngài và cái hành trạng của Ngài nó lại khác hơn những chúng sinh khác. Những gì mà chúng sinh ôm ấp chấp thủ thì Ngài là buông bỏ. Những gì mà chúng sinh đau khổ, những gì mà chúng sinh hiềm hận, Ngài buông bỏ. Những gì mà chúng sinh lắm nhơ khổ đau thì Ngài đã vượt qua.
để so sánh, để biết được tại sao mà không, mà đơn giản gọi là một bậc tối thượng giữa đời, minh hạnh túc là bậc cao thượng tối thắng giữa cuộc đời này. Đây là một trong trong chín hồng danh hay là 10 hồng danh, chúng ta gọi là Vichcha Charana Sampanno, cơn đức được gọi là minh hạnh túc, có nghĩa là đầy đủ cái tuệ giác và đức hạnh. À, chúng ta mình nhớ như vậy, cái tuệ giác và đức hạnh. Phải nói về cái tuệ giác thì không có cái gì mà Đức Phật ngài không hiểu không biết, bởi mới gọi là Sapinyu, là bậc toàn tri mà, hay là bậc chánh biến tri, Sammasambuddho bậc chánh biến tri. Ở đây chính là toàn tri khắp cùng pháp giới hữu tình này, cái gì Đức Phật ngài cũng cũng hiểu cũng biết hết. Nhưng những gì mà ngài nói cho ta ra đó, mà chúng ta nhớ như ở cái rừng mà Simsapa, nắm lá cây lên, lá cây và rừng cây, cái nào nhiều hơn? Và Thế Tôn chắc chắn rằng trong rừng cây Simsapa này rất là nhiều lá, và trong nắm lá trong tay của Như Lai chỉ có hạng hữu như thế. Cái điều mà Như Lai giác ngộ hiểu biết đó, nó như lá trong rừng, và những gì Như Lai nói ra đó chính là như cái nắm lá trên tay. Nắm lá trên tay ở đây là nắm lá của bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Nắm lá trên tay đó là nắm lá của cái sự của cái pháp trợ đến đạo Bồ Đề. Những nắm lá này Như Lai đã giác ngộ, những nắm lá này là Như Lai đã trình bày đưa đến sự sự diệt khổ và sự chấm dứt khổ cho tất cả. Không còn cái gì mà ngài không diễn ra cho chúng ta biết về về cái sự tu chứng. Còn phải nói rằng khắp cùng pháp giới này ngài biết, ngài hiểu hết tất cả. Và trong kinh văn nhiều lần Đức Phật ngài không bao giờ chấp nhận đối với một vị sắc đế lỵ, dòng giống của sắc đế lỵ mà lại tạo nên con người tốt đẹp, hoàn toàn không có. Nhiều lần ở dòng sắc đế lỵ, nhất là dòng sắc cái giá vào tu, tự cho mình là dòng dõi của sắc đế lỵ, mình là đường dõi của Thích Tử, cho nên tăng thượng mạng, không có tôn trọng các bậc đồng phẩm hạnh, các vị tôn giả hiền giả ở xung quanh. Thì có một vị tỳ kheo đó vô xuất gia, thì Đức Phật này khiển trách cái việc mà đời xưng tán là sắc đế lỵ đó, đối với cái tinh thần ở trong cái ngôi nhà Phật pháp của ngài, không có nói lên cái dòng giống, là nói lên cái sự cao cả, nói lên cái sự tốt đẹp. Mà ai thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý suy nghĩ thiện thì ta nói đó là dòng dõi tốt, đó là con người tốt. Không những cái lời dạy của ngài đưa đến sự bình đẳng, đưa đến một cái sự an hòa, đưa đến một cái không có phân biệt, không phải là từ vua chúa sinh ra rồi là những con người cao cả, những con người lớn, không có. Nếu như một người từ sinh ra từ vua chúa mà thân hành động ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác thì kẻ đó là thấp hèn và người ác. Nhưng một sinh ra rất là bình thường giữa cuộc đời này, ngay cả con của những người nô lệ, nhưng người ấy là thân hành động thiện, khẩu lợi nói thiện, ý suy nghĩ thiện, thì ở đó chính là con người tốt đẹp. Và quả vậy, quả thật vậy, ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta biết cái dòng giống nó không có nói lên cái dòng giống hay là cái danh vị của cá thể, không thể nói lên được một cái tất cả cho chúng ta được.
mà theo Việt Nam của chúng ta nhớ có cái câu tục ngữ nó nói rằng con vua thì được làm vua, con sẽ ở chùa thì quét lá đa, ở trong ca dao đó, ý cái nói rằng là phải con vua thì được làm vua, con sẽ ở chùa thì quét lá đa, rồi nếu mà con nhà quyền ở, ở cuộc đời này phải có quyền có thế, phải có trận có mạc như thế kia, nhưng sự thật ra con ông bà chúa vân vân, hoặc là con bố mẹ của mình làm quan chức này quan chức nọ thì con người mình là cao sang vinh hiển vân vân, thì hoàn toàn không có chuyện đó trên cuộc đời này. Cái việc mà tất cả con người được thiết lập trên một cái quy trình mà so sánh đó, chẳng qua người ta giàu có rồi người ta địa vị người ta cao rồi phú quý sinh lễ nghĩa theo cái nho gia nó gì thôi, chứ sự thật ra tất cả con người của chúng ta ai cũng ai, không có cái gì mà chúng ta có thể nói được, bởi vì cuối cùng trên tinh thần luật pháp hay trên tinh thần đặc biệt trên tinh thần nhân quả thì nó là công bình hơn nữa. Thì ông vua cũng ông vua làm ác, ông vua cũng sẽ bị quả ác. Những thần dân bình thường nhất thì cũng sẽ mà nếu như mà làm ác thì kết quả cũng như ông vua làm ác, nếu mà nói theo cái quy trình của nghiệp quả. Hễ mà sát sanh thì lấy của không cho qua lại với vợ người, rồi dối lừa, nói dối, nói hai đứa nó đâm thầm, nó độc ác, rồi ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì đó là ông vua ác. Và cũng như một con người con ác, như vậy thôi. Em một cái người thần dân ác thì làm ác thì nó ác, chứ không phải là ông vua thì sẽ được, coi như là làm ác sẽ không bị tội, rồi người giai cấp thấp chẳng hạn như nô lệ sẽ bị tội, hoàn toàn không có. Nói trên tinh thần nghiệp quả thì đồng nhất, và vua không chừng còn làm ác nhiều hơn. Có một tích Bồ Tát Tê Mi Giá là tiền thân của Đức Phật của chúng ta đó, trong lúc đó như ngài thực hành cái pháp nhẫn nại, sợ làm vua lắm, mới giả điếc giả câm. Rồi nhiều lần cái vua cha thử thấy là quả thật thì câm của mình, con của mình là người coi như là câm điếc, coi như là không có lợi cho đời nữa, thế là buông ra, thì ngài bỏ ngài đi tu. Có một cái câu kệ Đức Bồ Tát Tê Mi Giá: Tê Mi Giá xưa vì kiếp sợ, kiếp làm vua phải nợ trần ai. Chứ không phải là chỉ riêng người bình dân thì mới là làm ác, còn người cao quý thì không có làm ác, phải vậy. Cho nên cái sự cao quý, cái sự cao cả đó là nói lên một cái gì, là con người ở một cái tâm tánh, ở một cái sở hành của họ mới là một vấn đề. Nói đến đây chúng ta mới thấy rằng quả nhiên sự xuất hiện của Đức Phật ấy, nó đem lại nhiều cái sự an lành cho tất cả. Sự đến trong cuộc đời của Đức Phật ấy, nó không chỉ là mang lại cái sự bình yên, mang lại một cái sự bình đẳng cho cuộc đời, mà chính là mang lại cái gì, cái sự chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc cho con người, mà xuyên qua thực tự thân của chính mình đã thành tựu được cái minh hạnh túc, tức cái ân đức cao cả ở trong cuộc đời này. Đó là ân đức cao cả trong cuộc đời. Ngài nói như thế nào, ngài làm như thế đó, ngài làm như thế nào, ngài nói như thế đó. Cái bài học ở đời là vậy, là bậc đầy đủ tuệ giác và đức hạnh. Cái tuệ giác ở đây chính là cái minh, chúng ta nhớ minh. Cái chữ minh ở đây tức là ngài chứng đắc tam minh. Chứng đắc tam minh, sanh tử minh, túc và minh và lậu tận minh. Thấy được biết rằng cuộc đời sanh tử khổ đau của chính mình với các tiền kiếp ra sao, dòng giống khổ đau
vui như thế nào. Và đó là cái túc mạng minh của chính mình và cái sanh tử minh, và thấy được tất cả chúng sinh khác cũng, cái khả năng của Ngài nhìn thấy những chúng sinh khác, tất cả chúng sinh sanh ra như thế nào, khổ đau ra sao, từng kiếp nào, ở đâu là người, là thú, là thiên, là đọa, tất cả Ngài hiểu biết một cách đầy đủ. Và cuối cùng, cái canh cuối cùng chúng ta nhớ Ngài chứng đắc lậu tận minh và chấm dứt sinh tử khổ đau. Thì bởi vì cho nên chúng ta gọi là bậc đầy đủ cái tuệ giác. Và khi Ngài chứng đắc cái lậu tận minh xong thì Ngài chứng, coi như là pháp giới hữu tình này, hay là ở trong có khắp cái cõi đời này không gì mà Đức Phật Ngài không biết. Nhiều lần có một số sa môn và la môn, hay là những người có đầy đủ cái thần lực, có nhiều cái sự hiểu biết, họ rất là họ là từng giáo chủ, họ đã đang là giáo chủ của các môn phái đương thời, đến để chất vấn Đức Phật, đến để dùng nhiều cái thần lực, pháp luật và cái tuệ giác để có sự so sánh. Nhưng điều Đức Phật Ngài không quan tâm điều đó, bởi vì biết chắc chắn rằng không ai có thể vượt qua được trên cái lưới giác của Ngài. Và cũng nhiều chúng sinh là ma vương, là dạ xoa đến để dọa Ngài, coi như là đòi xé xác, đòi coi như là nắm Phật quăng đến này quăng đến kia. Thì chính Đức Phật Ngài cũng xác định, ta thấy trong tam giới này không ai có đủ khả năng đụng chạm hay làm bất cứ cái gì bất lợi cho thân xác của Như Lai. Cái kim cang của quý vị không đụng được, không có thể đụng Ngài được, tuyệt đối không có thể đụng chạm bất cứ gì Ngài. Bởi vì sao? Cái phước lành cao cả của chính Ngài. Và nhiều lần chúng ta thấy nhiều cái cuộc mà chất vấn, nếu như Sa Môn Cồ Đàm không trả lời được, ta sẽ giết chết Sa Môn Cồ Đàm, ta sẽ làm như thế này, sẽ làm như thế kia. Nhiều lần cái con dạ xoa hay là kẻ ngoại đạo chứng đắc một số cái thần thông, họ tự ngôn tự đại như thế này thế nọ, thì chính Đức Phật Ngài cũng đã nói là ta thấy xưa nay đầu cho là ma vương phạm thiên, tất cả chúng sinh các chủng loài không ai có thể làm di họa gì đến Như Lai, và cũng chưa ai có thể hỏi mà chúng ta gọi là bắt bí được Như Lai, bởi vì Như Lai đã toàn tri tất cả mọi thứ. Nhưng nếu cần, nếu muốn hỏi cái gì hỏi, Như Lai sẵn sàng trả lời. Cái sự thách thách đố của Ngài, của người ta mang tới cho Đức Phật ta không có đấu tranh, ta không có hơn thua với các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi cho rằng ta không biết được điều đó thì các ngươi cứ hỏi, ta sẽ trả lời. Thì kính thưa quý vị, từng cái cách trả lời của Đức Phật là từng cái để giáo dẫn đường, từng cái để chuyển mê khai ngộ cho chính họ. Chứ không phải là khi mà họ hỏi trong cái bực bội, trong cái bất biết, rồi Đức Phật Ngài trả lời xong rồi họ buồn khổ, rồi họ không có họ tất nhiên là họ bị thua, rồi họ đi về, rồi họ giận hô quan trái, mà không bao giờ có chuyện đó. Mà thường là khi họ thắc mắc, bắt đầu Đức Phật Ngài trả lời, bắt đầu khai mở đạo lộ giải thoát cho chính họ, chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, làm trí tuệ của họ nó được tốt đẹp, tức là cải chánh cái tri kiến của chính họ, sự hiểu biết của chính họ, để từ đó họ hướng tâm vào của họ, họ tu tập hay là họ chuyển hóa, và thế là họ chứng đắc thánh đạo thánh quả ngay lúc đó. Thì kính thưa quý vị, chúng ta biết ở đây hôm nay nói cái chữ mà túc mạng minh, xin lỗi, nói cái chữ mà minh hạnh túc. Thì minh hạnh túc như chúng tôi vừa nói đó, tức là nó giác được ba cái là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Còn hạnh ở đây chúng ta nhớ đó là một điều mà chúng ta thấy cái sở hành tam nghiệp của Đức Phật một cách vẹn toàn,
hay các ân đức của Ngài, cái bi đức, trí đức, tịnh đức của Đức Phật, nó có giá trị tuyệt đối, so sánh hơn người, hơn tất cả chúng sinh. Có thể nói rằng khi chúng ta nhớ tưởng, khi chúng ta niệm tưởng tới ân đức của Phật, coi như bút thất của nát, mà nó được đầy đủ, mà nó được tốt đẹp, và nó được một cái sự che chở, một được một sự ấn trên một cách đầy đủ, đó là nhờ cái ba ân đức của Ngài. Cái lòng thương tưởng chúng sinh mà từ lúc mà Bồ Tát cho tới khi mà chứng đắc, sau khi chứng thành Phật quả, vì chúng sinh, thương chúng sinh đau khổ lăn trôi, chính Ngài đã nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, vượt qua biển đó, để mà nghĩ rằng cái cuộc đời đau khổ quá, thì chúng ta thấy cái tinh thần đó nó rất là đặc biệt. Cái trí đức của Phật chính là như chúng tôi vừa nói đó, là cái minh của Ngài nó được đầy đủ một cách vẹn toàn. Và cái tịnh đức của Đức Phật ở đây chính là nói đến cái tam kiệm của chính Ngài, nó đã thanh tịnh hoàn toàn, trong sạch một cách tuyệt đối. Cho nên khi mà ma vương đến để quậy Ngài ở tại cội Bồ Đề, không cách nào, bởi vì tâm Như Lai, tức là tịnh đức này của ta, nó là một giá trị tuyệt đối xuyên suốt, không cái gì có thể so sánh được. Dạ. Thì chúng ta thấy nói đến cái minh hạnh túc thì chúng ta phải hiểu như vậy. Và cái hạnh này nữa, tức là nó có kêu là 13 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh, nó rộng lắm, nó lớn lắm. Thì Đức Phật Ngài thành tựu và đạt được tất cả. Nói như vậy thì chúng ta mới biết được một con người không phải là bình thường. Ngài là một bậc thiên nhân sư. Tại sao gọi là cái thiên nhân sư? Tức là trời thầy của trời người, thầy của trời người. Tại sao mà Sambhati Phạm Thiên phải xuống thỉnh Phật? Đây cũng là một điều đặc biệt, đại diện cho một con người cao cả nhất ở trong cuộc đời này xuống mới thỉnh Phật. Vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương, về sau nếu ma vương hỏi ai thỉnh Như Lai tới đây, ta nói có Sambhati Phạm Thiên đại diện cho cao con người cao cả nhất tam giới này, thỉnh ta, mời ta đến để độ đời. Chúng ta nhớ. Và cái là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là cái giá trị tuyệt đối của một vị Phật. Lúc đó hàng ma phục chúng, đây là người ta tâm phục khẩu phục đối với các vị chư thiên và các bậc phạm thiên. Họ có được một cái thần lực, họ có thể nhìn biết được vị này là một vị Phật, vị này là một người tu hành tốt đẹp, người này là ác kiến, người này là ác giới, người này là thiện giới, người này là tịnh giới, vân vân. Thì cái năng lực của Đức Phật và cái ân đức của chính Ngài, các vị phạm thiên biết họ xuống để họ đảnh lễ, để mà họ tôn xưng. Đó là một giá trị tuyệt đối. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì những chúng sinh cao cả đó, nhưng đều cũng không có cao cả bằng Đức Như Lai. Nếu như chúng ta nhớ trong về Kinh Châu Báu, nghe nó cũng rất là hay. Cái tán ấn đức Tăng Bảo một cách đầy đủ. Bởi vì như thế, cho nên cái ấn đức Tăng Bảo nó mới là một cái điều mà đặc biệt, làm cho ta hết sức là quan hỷ. Nhấn mạnh rất là nhiều lần, bậc đã đoạn lậu, bậc đã thành tựu, bậc đã vượt qua, bậc đã không còn đợt, bậc đã vượt qua bờ bên kia, do những lời chân thật này tụ thành muôn hạnh phúc. Và do cái sự xưng tán đến Đức Phật như thế, cái sự cao cả như thế, mong được cầu an lạc hạnh phúc. Nhiều cái đoạn kinh trong bài Kinh Châu Báu xác định một cách rõ ràng. Nếu quý vị lật lại cái bài Kinh Châu Báu đi, thì chúng ta sẽ thấy
cái sự xác định rõ ràng cái giá trị Đức Phật. Bậc tịnh giác, bậc tịnh giả, một con người đầy đủ, vẹn toàn, đầy đủ ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Những gì mà Ngài hiểu, Ngài biết, những gì mà Ngài nói ra, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cũ túc, từ xưa cho đến nay, chúng ta biết không bao giờ có một sự thay đổi. Dòng chảy của cuộc đời này, hay hoặc là cái sự tiến triển của loài người, của con người, chúng ta nói tiến triển về khoa học là không gian, vũ trụ, tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời, nhưng cũng không có cái lời dạy của Phật. Ngài đã nói và nó đã đi trước và nó không bao giờ có cái sự chống trái gì hết so với cái lý đời cuộc đời. Bởi vì các ngươi có làm hay, các ngươi có làm giỏi gì, tất cả cái điều đó nó cũng rồi nó cũng vô thường, rồi nó bỏ lại thôi. Những gì mà Đức Phật Ngài hiểu, chẳng hạn như chúng ta học Phật Pháp đó, thì ngày hôm nay trên sao quả người ta mới phát hiện có nước. Chứ đứng trên cái nhìn của Phật Pháp thì trong các cái cõi giới của nhân của vũ trụ quan này, nó được hợp thành bởi đất, bởi nước, bởi lửa, bởi gió. Nó phải có yếu tố đó cho nên nó mới tạo thành. Rồi cái con người này là nó có danh và sắc, tức là cái cõi ngũ uẩn nó dựa trên cái lý danh sắc này mà có một cái thân ngũ uẩn, có một con người xuất hiện. Đó thì chúng ta thấy những cái lời Phật này nói là hết ở giữa tất cả các cõi giới này, nó không phải là cũng như chính Đức Phật Ngài nói, ở trong cái cõi người nó chỉ là một cái cõi ở trong nhiều cái vũ trụ, mà nhiều cái vũ trụ này nó tạo thành một cái tiểu vũ trụ, mà trong một nhiều cái tiểu vũ trụ nó thành một cái trung thiên thế giới, nhiều cái trung thiên thế giới, một đại thiên thế giới. Thì cái cõi người chúng ta chỉ là một cái thế giới nhỏ so với có cùng pháp giới chúng sinh. Trong tam giới thì nó rộng khắp, nó còn nhiều thứ, nhiều điều nữa. Cõi giới của chúng ta chỉ là cõi giới của Nam Thiện Bộ Châu. Cõi Bắc có Cưu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, nó khác nữa. Và chúng ta thấy Phật Pháp của chúng ta nó rộng như vậy đó. Chứ không phải chỉ mình chỉ là một điều mà đơn giản bình thường. Thì cái giá trị minh hạnh túc của Đức Phật, cái giác của Ngài, cái minh của Ngài hiểu hết. Rồi những cái chuyện mà thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, vân vân, không ai có thể so sánh bằng được với Phật. Chúng ta nhớ, phước báo của Phật là cao cả hết, ân đức của Ngài không có cái gì mà so sánh bằng, không có thể so sánh được. Nhiều khi chúng ta nói là vị này có cái phước này, vị này có cái phước kia, nhưng thì cũng không bằng Phật đâu. Và bởi vì sao vậy? Bởi vì ân đức của Ngài đã để lại cho đời, phải nói rằng là vô cùng to lớn. Nếu là một người đệ tử, là một người đệ tử mà chúng ta có một sự hiểu biết, có một chánh tri kiến, có sự hiểu biết, có sự tu tập, đi theo dấu chân của Ngài, nghe theo lời dạy của Ngài, thì chúng ta được an lạc. Và nếu như những ai, phải nói rất là thương cho những ai, người ta không hiểu về cái lý nhân quả, cái lý vô thường, không hiểu được cái lý tu tập, và đáng thương hơn nữa, những người đó không đi theo cái con đường của Phật, mà nó tu theo Phật mà không tu giống Phật, không làm đúng như Phật, không ăn như Phật, không mặc như Phật, không tu như Phật, mà họ nói họ tu Phật. Cho nên họ tu theo một cái người nào đó chứ không phải tu theo Phật. Tu theo một cái quy trình nào đó, rồi người ta nhân danh công lý, người ta đóng vào cái mạc đây là Phật, đây là kinh Phật thuyết, chứ sự thật ra đó là tà giáo, đó tà thuyết. Thì những điều này, bởi vì chúng ta cần phải có một cái sự học hiểu Phật Pháp, cần phải có một sự thực nghiệm, để từ đó nó là một nền tảng, rồi chúng ta mới gần kề được một cái minh, cái hạnh của Ngài được. Còn nếu nhiều chúng ta phải nói là không có xác định rõ cái chánh tri kiến của mình,
thì chúng ta rơi vô rơi vào ma đạo mà vẫn nhân danh là công lý, à, nói là lời Phật đây, thì chúng ta cũng nghe được thôi. Nói sao nghe vậy, cứ không có nói gì hết, không có sự suy nghĩ gì hết, cứ tin bằng một niềm tin. Thì kính thưa quý vị, thật là thương tội cho những người đó. Những gì mà Đức Phật kỳ dạy trong cái giác tính mà Ngài đã chứng đắc qua, để chỉ bài cho tất cả, không che không giấu, không giữ gìn một cái gì mà gọi là của riêng Ngài, mà Ngài đã ban phát, Ngài đã gửi tới cho cuộc đời hết. Cho nên khi mà sống giữa cái cuộc đời, nếu mà trong một lúc mà thời còn Phật, thì ai sống được điều đó nó có phước. Và cũng như nếu ai được tu với cái thời mà có Phật xuất hiện, thì chúng ta có thể chúng ta dễ dàng, chúng ta có thể tu tập để dễ dàng, chúng ta có thể chứng đắc, và dễ dàng chúng ta có thể làm được nhiều cái việc phúc lạc, và đặc biệt chính là cái sự tu tập. Cho nên vì vậy, có thể nói rằng nếu như mà chúng ta là người hữu duyên, chúng ta có thể học được cái lời dạy của Đức Phật. Được nghe lời dạy của Phật, được thực hành theo đúng lời dạy của Phật, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta có một cái phước báo vô cùng to lớn. Ở trong cái hạnh mà Đức Phật Ngài đã dạy, Ngài đã thực chứng, và Ngài đã giác trả, Ngài đã truyền trao cho chính chúng ta. Từ nay về sau, khi mà ai hiểu biết được, chúng ta nhớ, dẫu cho ai có một người nào đó bay qua hư không, nói rằng ta đây là Như Lai, ta đây là Phật tái thế nè, thì người hiểu biết Phật pháp thì rất là dễ, anh chứng đắc thần thông thì bay được, chứng có chuyện gì. Nhưng chưa chắc rằng anh có một cái anh đã được chứng đắc quả Phật chưa. Bởi vì cái chứng quả Phật thì người ta không làm vậy, mà làm vậy thì người đó là không có chứng, chứng không nói mà nói không chứng, hay là không cần phải thị uy, không cần phải làm cho người ta sợ mình, người ta đến người ta nghe theo mình, dạy mình, Đức Phật Ngài không làm. Mặc dù Ngài có đủ cái khả năng để vận hành. Chúng ta nhớ có một vị tỳ kheo đi lấy cái bát về, cái bát trầm á, có một cái bà la môn nọ đó, ông thử á, ai có thể đi lên ba dùng thần thông mà lên lấy cái bát trầm đó, ta tặng cái bát trầm đó, và ta nào coi như là ta theo người đó làm thầy tôn sưng. Thì con vị tỳ kheo đem cái bát đó về, thấy cái bà la môn này ông thách đố mà các cái ngoại giáo khác người ta làm không được, cái vị ấy lên để đem cái bát về thì Đức Phật Ngài quả trách, Ngài không có chấp nhận điều đó, và Ngài ra cái luật là các thầy tỳ kheo không được dùng cái thần thông khi không đúng cái sự, khi không đúng cái việc, khi không đúng thời đúng lúc, không có được vận dụng thần thông. Và chúng ta thấy nếu Ngài dùng thần thông để dùng cái thần thông đó thì nó đi nghịch lại cái duyên à. Người ta thấy cái đó người ta sợ, thấy cái đó người ta như vậy thì người ta tôn trọng, là tôn trọng trên cái thần thông để bay, để xuyên tường, để đi nước, chứ người ta không phải quay về để có sự tu tập. Cho nên Ngài không có chủ trương, Ngài không có đề kháng cái chuyện đó. Bởi vì khi mà chúng ta thấy vì có ai bay, ai tu chứng như thế nào mà bay lên bay xuống như thế này thế nọ, thì chúng ta nghĩ là bình thường, mà cũng là chúng sinh phàm phu thôi. Nói như vậy để một cái ví dụ, cho nên nhiễm đó có những cái phước về mà coi như là họ có cái năng lực đặc biệt, là do cái phước duyên họ có thôi, chứ không phải là do cái sự tu chứng. Và chúng ta thấy cái chúng ta sợ, chúng ta tôn sùng, chúng ta coi họ là Phật vân vân, thì cái điều này chúng ta hãy cẩn trọng khi mà nhìn, để mà nghe, để mà đi theo, để mà hiểu biết được một cái gì đó, chúng ta nên cẩn trọng. Và trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, nói đến Đức Phật, một vị cha lành, một vị thầy cao cả, nhưng chúng ta đó ít có nghĩ tưởng về Ngài. Hãy nhớ ra đi, chúng ta yêu thương vợ chồng con cái cha mẹ, dùng nhiều tình cảm, nhưng chúng ta không bao giờ chúng ta biết yêu thương Phật. Chúng ta nói cái điều này nghe quý vị nghe thấy tức cười,
Bởi vì nếu như yêu thương Phật thì chúng ta mới đi theo Phật. Cũng như nếu chúng ta yêu chồng thì chúng ta đi theo chồng, yêu vợ đi theo vợ, thương con thì lo cho con. Thì cái thương đó là cái thương của liên ái. Nhưng cái tầm tứ mà chúng ta đặt một cái niềm tin và gieo năm phút thể hiện tam nghiệp cung kính, thì chúng ta hãy làm hết cái tâm của mình để thật sự là yêu và quý Phật. Cho nên yêu và quý Phật, cho nên Phật càng muốn chúng ta bỏ ác làm lành, bảo chúng ta buông bỏ bớt những tham ái, buông bỏ bớt những sân hận đi. Nếu chúng ta yêu quý Ngài thì chúng ta sẽ bỏ xuống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở đó chính là một sự tôn kính. Mà cái sự tôn kính này bỏ xuống để chúng ta không đau khổ. Vì chúng ta không có đau khổ. Nhiều lần trong cuộc đời của Đức Phật, Ngài gặp biết bao nhiêu người chất vấn, biết bao nhiêu người vũ quan giáo hòa. Ngài không có đấu tranh với cuộc đời, Ngài không có hơn thua với cuộc đời. Và cuộc đời dù cho có đối xử như thế nào thì Ngài tham nhẫn và mọi việc nó đi qua. Chúng ta nhớ khi đi đến một cái xứ nọ, dân chửi với quá trời, Ngài A Nan tỉnh Đức Phật đi chỗ khác. Đi chỗ khác rồi cũng bị mắng chửi này nữa. Sunaparanta. Thì này A Nan, nếu như bỏ đây đi rồi bị người ta chửi nữa, vậy đi nữa này A Nan, Như Lai không đi đâu hết, trong vòng 7 ngày sẽ chấm dứt. Nhiều lần trong cuộc đời này, những cái bài học Ngài đã chỉ dạy cho ta rất là lớn. Cái bậc thầy thấy và hiểu biết được rồi nó cũng qua. Trong cuộc đời này cũng vậy, những cái bài học Ngài dạy cho chúng ta, dù đau khổ, dù có buồn phiền, dù có mất mát, dù có như thế nào, rồi cảm thọ nó cũng vô thường. Cái sự buồn vui đó rồi nó cũng ra đi. Bởi vì thân xác này không biết đi lúc nào, chứ đừng nói chi tất cả cảm thọ đó. Nó diễn tiến một cách liên tục. Cuộc đời này, cái vui cái buồn nó đi qua đi lại. Nhưng nếu chúng ta biết tu, chúng ta biết đón nhận, ta phải chia lìa sự vật và ta thương tế, ta vừa lòng. Ở trong cuộc đời này không thoát qua cái gì? Cái khổ, cái nguyên nhân sinh khổ. Và Ngài dạy cho một con người biết được có một sự chấm dứt khổ, không còn sinh tử khổ đau nữa. Và Ngài chỉ dạy con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thì chúng ta thấy một cách đầy đủ, một cách vẹn toàn. Bậc thầy chí tôn giữa cõi đời đã khai, đã mở, đã cho tất cả chúng ta không còn cái gì hết. Không nắm giữ cái gì hết. Mà chỉ mong những người đệ tử hãy đi theo dấu chân của chính Ngài. Chúng ta nhớ giờ phút cuối cùng trước khi viên tịch, bán lời chỉ giáo và quấn thì còn thắc mắc gì không hay hỏi khi Như Lai đang còn. Các thưa hãy hỏi đi. Yuvo Anando Chamayathamo Desito. Hỏi này các vị tỷ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ não, các pháp hữu vi là vô ngã. Hãy cố gắng tu tập chớ nhiều dễ vui. Tất cả rồi nó vô thường. Sáng cho mấy cũng rồi một kiếp, nghèo giàu đến đâu cũng một cuộc đời thôi. Hay lắm mà cũng như thế, giỏi lắm mà cũng như thế. Cuối cùng chúng ta phải bỏ cái thân xác này và kết thúc. Ra đi, đến đây một mình, ra đi cũng một mình. Mang theo cái gì? Là mang theo cái vui, cái buồn, cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu, cái vừa lòng, cái không vừa lòng.
cái tham chấp thủ và cái sân độc, cái sự si mê đó ta mang theo. Và nếu như chúng ta biết buông bỏ, chúng ta ly tham, chúng ta ly sân, chúng ta ly si, thì chúng ta thành tựu được những lời dạy của Phật. Thưa quý vị, nói về bậc chí tôn giữa cuộc đời, chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng nếu như chúng ta muốn gần kề với Phật, muốn thấy Phật, thì chúng ta phải phải thực hiện cái lời dạy của Ngài, phải đi theo cái, đi trên cái thành tựu được tệ giác như Ngài. Mà kinh văn dạy là So tham mang pasti. Không ai thấy Pháp thì thấy Như Lai. Mà ai thấy Như Lai là đồng nghĩa người đó đồng tánh giác với Ngài. Chứ không phải là thấy Phật cái mơ, cái ngủ mơ, cái thấy Phật xuất hiện, cái nói rằng hôm qua tôi thấy Phật, rồi hoặc là thấy Phật cũng như là đến, cũng như là tế độ mình thế này thế kia. Không phải thấy bằng cái đó, mà thấy bằng cái gì? Bằng một cái tuệ giác, bằng một cái sự chấm dứt, bằng một cái sự không còn sanh tử khổ đau, một cái sự đoạn trừ chấp thủ, đoạn trừ khổ sanh, đoạn trừ sanh hữu nghiệp hữu, sự cắt đứt các cái dòng tham ái, ái được cắt đứt, chấp thủ được bỏ xuống. Đó, như thế thì chúng ta mới thấy đó mới là ngộ được pháp, giác ngộ được, chứng ngộ được, liễu ngộ được. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì nó như mới đồng đẳng một cái tri kiến, đồng đẳng một cái giá trị giải thoát, mà gọi là bậc vô lậu giải thoát. Vô lậu giải thoát nó đồng đẳng với Phật được. Cho nên chúng ta tu, dầu cho bất cứ cái gì, chúng ta cũng nhớ, hãy nhớ về cái lời dạy của Ngài, tu theo Ngài, tu theo cái lời dạy của Ngài, gần kề với cái tự giác của chính Ngài, với cái sở hành của chính Ngài, cái hạnh của Ngài, thì chúng ta mới thành được, chúng ta mới chứng đắc được, chúng ta mới giác ngộ được cái tuệ giác như Ngài, và cái hạnh như Ngài đã thành tựu, Ngài đã viên mãn. Thế là thật. Còn một cái mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ không kể, cái gì cũng tin, cái gì cũng nghe hết trơn, thì nếu như chúng ta không vững tay lái, thì chắc chắn là chúng ta bị xô, bị đổ, và vô tình gặp tà sư, gặp một vị thầy nhiều chấp kiến, gặp một vị thầy không có một chánh tri kiến, thì thật sự uổng thay cho cuộc đời ta. Cho nên tu theo những lời dạy của Phật, hãy đi về những cái giá trị thực chứng, những cái giá trị chân thật nhất, nó thật nhất. Biết buông bỏ, biết vượt qua những cạm bẫy, và đừng bị tấp bên bờ này, bị tấp bên bờ kia, bị người ta đưa mình, đẩy mình đi, rồi cuối cùng mình không thể về biển cả, như khúc gỗ không thể trôi về biển cả, như là con đường đi của mình đã bị chặn đứng lại, cuối cùng không thể về cái đích. Hay là chúng ta đi tìm cái lỗi cây, trong vô tình có cành lá mà chúng ta đã tự cho rằng lỗi cây, thì cũng thật sự rất là tội nghiệp. Và cuối cùng chỉ là người biết vượt qua, biết buông bỏ tất cả, và người ấy cầm lên cái lỗi cây, hay là người ấy đã vào được biển cả, tức là chúng người ấy được thành tựu cái tuệ giác của mình, chấm dứt sinh tử khổ đau của mình. Và kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể quý sư, có điều điều trình bày qua cái bài kinh hôm nay là như vậy. Nếu có điều chỉ sẽ tất kinh ngưỡng mong quý vị, nhất là chư tăng, quý ngài sẽ thảo luận đầy đủ hơn nữa, và mong tất cả quan nghĩ kính dân Phật Phật lành được đệ thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh giác linh,
tại chùa Bồ Đức và chùa Quảng Nghiêm, cũng như tất cả chùa của Chư Tăng và nhà quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và mong quý vị luôn luôn được chấm dứt tu hành, được chấm dứt sinh tử khổ đau. Nam mô Bụt Tha Gia. Và cũng cung thỉnh hòa thượng và đảnh điều hợp chương trình. Nam mô Phật. Sa thủ kính trần thưa thầy Thích Quyền với bài giảng vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, không biết là Hòa Thượng có ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Từ Siêu nghe được, xin kính thỉnh Hòa Thượng con hãy trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ, Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, chúng ta có rất là nhiều cái danh từ nói về Phật trí, nói về tuệ giác của Đức Phật. Và đặc biệt ở đây chúng ta có chữ minh hạnh túc, và từ vựng này được đề cập đến ở trong Thanh Tịnh Đạo tương đối rằng rất là chi tiết. Thì xin kính cung thỉnh Hòa Thượng Từ Siêu vì lợi ích của đại chúng hoan hỷ giải rõ tại sao Đức Phật được gọi là bậc quốc cha Chala Sambano, và chữ minh hạnh túc ở trong đó mang ý nghĩa gì, chính xác nói theo Thanh Tịnh Đạo. Kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Đại Tăng chúng. Thì tôn đức kính thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài có cái hồng danh là Minh Hạnh Túc, Quy Cha Charana Sambandho. Ở đây được dịch là một thành tựu Bát Nhân và 15 hạnh. Cái bát huynh đó chúng ta đã biết là nếu còn nói ba đó thì Mạng Minh, Sanh Tử Minh và Lậu Tử Minh. Vào canh đầu của đêm, đêm giác ngộ, thì Đức Thế Tôn ngài thành tựu về Túc Mạng Minh, Bất Vì Niết Bàn Sa Nút Tí Nhà Ná, tức là cái trí giác biết cái đời sống quá khứ của mình. Trên giữa chư tu của Pa Tanh Nha Nát Sanh Tử Minh là cái trí giác biết được cái sự sống chết của chúng sinh do cái hạnh nghiệp như thế nào. Và vào kinh cuối ngài đắc được Lậu Tận Minh A Sa Hoặc Khá Dạ Nha Ná, là cái trí giác đoạn trừ các cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiết lậu, vô minh lậu. Nếu có tám minh đó thì ở trong Thanh Tịnh Đạo có nêu ngài thành tựu ba minh, thành tựu tám minh được. Nhưng mà tám minh ở đây thì Vipassana nhà nát, tức là tuệ quán minh hay là minh sắc minh, là cái trí minh sắc, danh sắc theo tâm tướng. Cái đó là ngài rất là thuần thục, bởi vì ngài là một thầy của
Ngài khám phá được cái con đường thiền định mà. Y quá mình mà vô mà chích thí, tức là ở thần thông, cái thắng trí mà phân thân một thân ra nhiều thân, ý chí quý thí là biến quả thông, là chỉ cho khả năng thần thăng thiên độn thổ, một tay rời mặt trăng, tay rời mặt trời, hay là đi xuyên qua núi, xuyên qua bức tường, giống như đi vào chỗ không, hay là đi trên mặt mặt nước, như là đi trên đất liền, hoặc đi trên hư không giống như chim bay gì đó, cái đó gọi biến hóa. Rồi thi dĩ minh hay là thi dĩ thông điếp bách sô tát, thi dĩ ở đây là năng lực nghe được âm thanh của chư thiên hoặc tiếng nói ở xa, tiếng nói của chư thiên và loài người ở xa, dầu xa cỡ nào đi nữa ngài cũng nghe được. Rồi tha thông chê tô pari dạ nhà ná là cái khả năng với tâm mình biết được tâm của người khác. Túc mạng thông hay túc mạng minh thì hồi nãy chúng tôi đã trình bày đó, là khả năng biết được cái tiền kiếp của mình. Rồi tám là thiên nhãn thông hay là sanh tử minh là khả năng thấy được hình sắc chư thiên, dầu cho sắc tế cũng thấy được. Và còn có một ý nghĩa nữa là ngài có cái thiên nhãn và ngài biết được, ngài thấy biết được cái sự sanh tử chúng sanh tùy theo cái duyên nghiệp. Và cuối cùng là lậu tận minh hay lậu tận thông là trí đoạn tận các lậu hoặc. Như vậy thì gọi là túc mạng, gọi là minh hạnh túc á, thì túc có nghĩa là đầy đủ viên mãn. Còn cái chữ minh thì nói đến tám, nói đến ba minh hoặc là tám minh như vậy đó. Bây giờ chúng ta nói đến charana, tức là 15 cái hạnh của Đức Phật. 15 hạnh của Đức Phật thì ở đây một là ngài bậc đầy đủ giới hạnh sila sambada. Ở đây chúng ta nên biết rằng giới nó có hai loại, một là viratti hay viramati, viramati sila tức là cái giới kiên tránh, và aviramati sila là giới không kiên tránh, đúng với phàm phu còn phiền não và còn có thể bị vi phạm vào những cái thân ác khẩu ác, do đó phải giữ giới là phải tập kiên tránh, từ bỏ cái điều ác. Thì như vậy cái sự giữ giới của cái phàm phu gọi là giới kiên tránh. Còn như đối với những bậc đã trong sạch, đã thanh tịnh phiền não, không còn phiền não nữa, thì cái giới tự nhiên, cái bản chất thanh tịnh về thân, về khẩu, cái đó gọi là giới không kiên tránh, không cần kiên tránh. Thì Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ giới hạnh đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng ngài giữ giới tốt, ngài là người giữ giới, không phải, ngài đâu có ác tội lỗi gì mà ngài phải ngăn ngừa và phải giữ giới để mà chế ngự. Nhưng mà vì không còn phiền não cho nên cái đức hạnh của Đức Phật là đặc biệt. Thứ hai là
Cái hạnh thứ hai gọi là thu thúc lục căn indriya samvara, đối với Đức Phật không có vị sa môn bà la môn nào có thể so sánh, có thể sánh được với ngài về vấn đề thu thúc lục căn. Các căn của ngài mắt tai mũi lưỡi thân ý luôn luôn ở trong cái hạnh thu thúc. Thứ ba, cái tiến độ ẩm thực phô chánh nát mất tay nhu ta, nếu như một vị chánh đẳng giới giác như Đức Phật thì cái việc mà ẩm thực không thể, không bao giờ có cái trường hợp lạng vô độ hay là chê món này khen món kia, không có. Ngài có cái hạnh tiến độ ẩm thực, tiết độ ẩm thực. Thứ tư, chánh ariya duyogo là ngài luôn luôn tỉnh thức, nói với Đức Phật ngài không có cái việc ngủ nghỉ mà một cách sai mê như kẻ phàm phu. Kẻ phàm phu chúng ta thì có cái trạng thế buồn ngủ mà hãy nằm xuống thì lại ngủ mê, ngủ sai. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái hạnh tỉnh thức đó luôn luôn có. Sắc hô là có đức tin. Chúng ta đừng nghĩ rằng là ngài có đức tin với ai, không phải, mà cái lòng tự tin của ngài đó đạt đến cái mức cao độ, không bất cứ một cái trường hợp nào, cái chuyện xảy ra như thế nào thì cái lòng tự tin của Đức Phật đó là bao giờ cũng vượt lên chư thiên và loài người. Chúng ta còn có những cái nghi hoặc, nhưng mà đối với ngài không có cái lòng nghi hoặc đó. Sáu là ngài có tàm, bảy là có quý. Tàm quý của phạm phu chúng ta có nghĩa là biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Đối với Đức Phật thì ngài có đầy đủ cái hạnh này, có nghĩa là trước nhiều người hay là ở nơi rừng sâu vắng vẻ một mình thì không bao giờ một vị Phật mà có cái thân khẩu ý mất tích tội lỗi, ngài không khởi lên một cái ý suy nghĩ tội lỗi, đừng nói chi là thân hành tội lỗi hay là khẩu hành tội lỗi. Cái này là do cái pháp tánh, cái tánh hạnh là bậc đã tu tập tàm quý đã từ lâu rồi, ngài được viên mãn cái đó. Chín là đa văn, tám là đa văn có hết tu. Chúng ta nói Đức Phật là bậc đa văn đó thì cũng chẳng khác nào chúng ta khen quan trạng mà áo đẹp vậy. Hay là chúng ta khen một vị tiến sĩ mà làm toán cộng trừ nhân chia giỏi, cái đó nó không đáng. Nhưng mà chúng ta nói rằng là trong các đệ tử của Đức Phật, đa văn đệ nhất là tôn giả Ananda. Nhưng mà Ananda chỉ là một vị thinh văn đệ tử của Đức Phật thôi, thì nói chi là bậc đạo sư như Đức Phật thì cái gì ngài cũng nhớ, cái gì ngài cũng biết. Cho nên ngài mới
dạy cho chư thiên và nhân loại được, mới gọi ngài là theo cái hạnh đó. Rồi chính là cái hạnh tinh cần Arathakvinaya. Đối với một vị Phật không thể có một một mảy may dây lát có cái sự biến nhát, không bao giờ có. Luôn lúc lúc nào tâm ngài cũng có cái sự năng động tích cực, vậy là cái hạnh tích cực. Rồi mười Upatthitasati, tức là trú niệm. Đối với một vị đệ tử của ngài đó, thì phải tôn trọng, phải luyện tập để khởi tánh niệm. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chánh niệm luôn khi cánh đầu, cánh giữa và cánh cuối. Dầu cho cánh đầu thì ngài chưa có nằm nghỉ, cánh đầu ngài thuyết pháp tỳ kheo, hay là đêm khuya ngài trả lời cho các vị chư thiên phạm thiên đến nghe học hỏi. Đến cái kinh giữa đó thì ngài nằm trong cái dáng nằm của con sư tử, tức là nằm nghiêng phía bên phải, và chính niệm tỉnh giác. 11 là có trí tuệ Panyawa. Cái này chúng ta khỏi cần nói thì chúng ta cũng biết rằng nhất thiết chủng trí Sapanyu của Đức Phật, nhất thiết chủng trí của Đức Phật, của Đức Thế Tôn thì phải nói là tuyệt vời, vượt xa chư thiên và nhân loại. Không có sa môn và la môn nào có cái trí tuệ như Đức Phật. À, còn bốn hạnh nữa, 12, tức là ngày 12, 13, 14, 15 là ngày chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền ở đây là gồm có ngũ thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới. Gọi nói theo tạng kinh thì chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ở đây là nói hệ thống bốn thiền Chatukkhasana. Chatukkhasana là cái hệ thống bốn thiền. Nói theo thắng pháp thì đó là hệ thống năm thiền. Vô sắc giới thì vô sắc giới gọi theo tạng kinh là tứ thiền, mà nói theo tạng vi diệu pháp thì đó là ngũ thiền. Thì như vậy nói chung tức là pháp thiền là Đức Phật là vị đã thuần thục ở trong cái pháp thiền. Các vị đừng nghĩ rằng là khi nói đến Đức Phật ngài đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nghe thì thấy lạ. Tại sao như Đức Phật mà còn gọi là bậc có sơ thiền, có nhị thiền, có tam thiền? Ở đây thưa quý vị, chúng ta đọc lại trong cái bài kinh Đà Bát Niết Bàn, thì khi mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch, cái thông lệ của chư Phật là nhập thiền vô số ức thiền na, rồi ngài mới viên tịch. Trước tiên là ngài nhập sơ thiền, xuất sơ thiền ngài nhập ngũ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, nhập vũ thiền sắc giới, xuất vũ thiền sắc giới, nhập không vô vi xứ thiền, xuất không vô vi xứ thiền ngài nhập thức vô vi xứ thiền, xuất thức vô vi xứ thiền ngài nhập vô sở xứ thiền, rồi vô sở xứ thiền xuất ra ngài nhập
phi tưởng phi tưởng xứ thiền, rồi xuất phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền, ngày nhập ngược lại vô sở xứ, rồi xuất vô sở xứ ngày nhập lại thức vô vi xứ, xuất vô thức vô vi xứ ngày nhập lại không vô vi xứ, mà xuất không vô vi xứ thiền vô sắc ngày nhập ngũ thiền sắc giới, rồi xuất ngũ thiền ngày nhập lại tứ thiền, xuất tứ thiền ngày nhập lại tam thiền, xuất tam thiền ngày nhập lại nhị thiền, xuất nhị thiền ngày nhập lại sơ thiền, rồi xuất sơ thiền ngày nhập trở lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngũ thiền. Xuất ngũ thiền thì ở cái mức chỗ đó đó, Đức Thế Tôn ngài mới viên tịch, ngài mới viên tịch niết bàn, vô duy niết bàn chỗ đó. Cho nên ở đây đó, để chúng ta phải hiểu rằng cái hạnh mà thuần thục trong vấn đề Sammapatti, tức là nhập thiền đó, do ngài thuần thục trong trong thiền. Thành thử khi mà nhập thiền thì cái chuyện đó là nhập xuất thiền tự tại, an trú thiền tự tại. Đó là cái bốn cái hạnh sau đó là cái hạnh của Đức Phật. Thì do đó ở đây tất cả những cái hạnh tốt đẹp nào mà một vị đệ tử hay là một bậc giải thoát có được, thì những cái hạnh đó đối với Đức Thế Tôn ngài có đầy đủ, cho nên mới gọi là minh hạnh tốt, đầy đủ bát minh và đầy đủ 15 cái hạnh. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa của hòa thượng Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình hòa thượng Tề Sư, quả thực thì rất ít khi chúng ta có được dịp nghe những cái chi tiết về minh hạnh túc, và nếu quý vị không thể nhớ được những gì hòa thượng Tề Sư vừa giảng dạy đó, thì quý vị có thể vào trong quyển Thanh Tịnh Đạo, dạ Thanh Tịnh Đạo phần niệm Phật đó, ở trong quyển Thanh Tịnh Đạo Thoát Yếu hay là quyển Thanh Tịnh Đạo bản dịch của Ni Sư Trí Hải đó, thì quý vị cũng thể tìm thấy được bản ghi chú này. Chúng ta là người Phật tử tin ở Phật thì rất nên biết rõ những cái ân đức của Phật và biết nhiều chuyện nào tốt chuyện đó. Kính bạch Hòa thượng Tề Sư, Hòa thượng Quan Hỷ giảng thêm một điều là nếu một người Phật tử mà có cái niềm tin chân chánh và có thể nói rằng Đức Phật là bậc chí tôn, là bậc cao cả nhất trong thế gian này, thì người Phật tử đó giảm thiểu cái gì liên quan đến tín ngưỡng dân gian trong việc thờ cúng lễ bái? Ngày hôm nay thì muốn hỏi Hòa Thượng là bởi vì thấy nhiều Phật tử đi đâu cũng lại được, đền thờ nào cũng lễ bái được, và ít có khi nhận ra được là Đức Phật ngài không giống như bất cứ vị giáo chủ, bất cứ vị thần linh nào. Thì xin Hòa Thượng Quan Hỷ giảng rằng khi mà mình nói rằng không có sự nương nhờ nào khác tối thượng hơn là Đức Phật, nên con thành kính để mình nương tựa Phật, thì câu đó nên được áp dụng như thế nào trong đời sống của người Phật tử? Thưa thỉnh Hòa Thượng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ví như vào cái đêm trăng sáng, vào cái đêm rằm, người nhìn lên bầu trời thì cái gì thu hút họ? Đó là mặt trời, ánh sáng mặt trời. Họ sẽ không nhìn thấy những cái vì sao, mà họ chỉ thấy mặt trăng trên bầu trời vằng vặc, ánh sáng lung linh. Cũng vậy, người Phật tử
hiểu rõ Đức Phật. Là bậc tịnh đức, bi đức và trí đức. Ngài là bậc chí tôn ở đời. Thì người này có cái niềm tin mãnh liệt đối với Đức Phật. Thì lúc đó họ dẹp bỏ được cái niềm tin đối với các vị thần. Như vì niềm tin đối với các vị thần đó là do cái sự tưởng tượng mà ra, chứ nó không có. Cụ thể, còn như khi mà chúng ta đọc, học hiểu giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy những lời vàng ngọc mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết dạy, để khi mà chúng ta thực hành theo những lời dạy đó, thì tâm chúng ta hiện tại là trúng, và chúng ta ngăn ngừa được những cái tội lỗi, và chúng ta đạt được cái trí tuệ ở trong giáo pháp này. Tự nhiên trong lúc đó chúng ta thấy cái thành quả tu tập của chúng ta có được, cái sự an lạc của chúng ta có được là do nương vào lời dạy của Đức Phật. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy Đức Phật là đấng chí tôn, là bậc tuyệt luân ở đời. Thì cái niềm tin của chúng ta, cái lòng tịnh tính của chúng ta đối với Đức Phật, đã được vững chắc. Chúng ta chỉ chú ý các ý đến cái niềm tin đó đến Đức Phật. Cũng giống như nhìn lên trong đêm rằm mà chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta bị cuốn theo cái ánh mặt trăng thôi. Thì như vậy khi mà Phật tử hiểu Đức Phật là một tối tôn trong đời đó, thì ở đây chúng ta có ba điều chúng ta nên thể hiện. Thứ nhất là chúng ta cần phải biết rõ vì sao Ngài là bậc tối tôn trong đời. Thứ hai là những gì mà Đức Phật Ngài dạy toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, thì cái giáo pháp đó là chúng ta sẽ nỗ lực thực hiện nói cách triệt để khi mà chúng ta hiểu rằng điều này do Đức Phật là một tối tôn ở đời, Ngài đã thuyết giảng, Ngài khéo thuyết. Chúng ta phải có cái sự thực hành như vậy. Và cái điều thứ ba chúng ta phải thể hiện khi mà chúng ta hiểu được Đức Phật là một tối tôn trong đời, do giáo pháp và Ngài thuyết giảng có cái hiệu năng hướng thượng như thế, thì chúng ta chỉ nên đặt cái niềm tin và cái lòng tịnh tín của chúng ta đối với Đức Phật là biết, thì lúc đó
chúng tôi không có tin tưởng vào một cái quyền khác, không có tin tưởng vào những cái gì viễn hoặc mơ hồ. Một khi mà chúng ta đã hiểu được Đức Phật là bậc tối tôn trong đời thì chúng ta phải gì? Nói tóm lại là ở đây đó, khi mà chúng ta đã hiểu được Đức Phật là bậc tối tôn trong đời mà chúng ta có ba cái sự thể hiện như chúng tôi đã trình bày đó, thì chính cái điều đó nó sẽ giúp cho mình viên thành cái trí tuệ. Như đứng trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Ngài có dạy rằng Anavacitta Chitta Sát Sattimang Avijjana Tăng. Grip Plawa Pasadasa Panyana Burati. Đối với người mà tâm không vững trú, không hiểu được chánh pháp, thì tính bị dao động, trí tuệ không viên thành. Chúng ta phải nhớ vậy. Cho nên khi mà chúng ta biết được Đức Thế Tôn là bậc tối tôn ở đời, Đức Phật là bậc tối tôn ở đời, chúng ta phải có một cái lòng tin, cái tin của chúng ta phải nhất hướng, phải vững chắc, nghĩa là không có khi thì chúng ta nghĩ đến Đức Phật, có khi chúng ta nghĩ đến vị thần linh khác. Chúng ta cần phải hiểu được chánh pháp, lời dạy của Đức Phật, và cái lòng tỉnh tính của chúng ta đối với Đức Phật không nên có cái sự dao động. Có khi thì tin, có khi không tin, hoặc là chúng ta tin, vừa tin Đức Phật mà vừa tin các vị thần linh thượng đế, hay là có những người Phật tử họ vừa tin Đức Phật Thích Ca mà họ vừa tin các cái vị Phật khác, họ niệm, họ tu tập, cái lòng tin của họ nó không có được nhất hướng. Cho nên đối với những người đó trí tuệ không có viên mãn được. Còn chúng ta khi hiểu được Đức Phật vậy rồi thì chúng ta đặt niềm tin một cách vững chắc, thì cái trí tuệ chúng ta mới có thể tiến hóa và được phiên bản. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi số 2 mà Thượng Tọa và Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Thầy. Sa thú kính trình Hòa Thượng Thầy Siêu. Xin kính thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Rất là tri ân Hòa Thượng Thầy Siêu đã dành chi giờ để giảng nửa giờ vừa qua. Và tiếp theo thì xin được hỏi là Thượng Tọa Tuyên Quyền có trước máy mà có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuyên Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại với cuộc thảo luận. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thượng Tọa Tuyên Quyền, trong bài học ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói về một vị Phạm Thiên. Vì Phạm Thiên có cái tâm quy ngưỡng Đức Phật, và trong cái xã hội Ấn Độ, nền văn hóa Ấn Độ thì Phạm Thiên được xem là thượng đế, được xem là vị là một vị sáng tạo chủ của thế gian này, trong cái niềm tin của như vậy. Thì ở đài Trung Hoa người ta cũng nói đến trời và nói đến Phật, thì trời cần cái gì thì cầu đến Phật, và trời cũng nhờ đến Phật giúp, mặc dù trời có cái một cái vai trò khác mà được người ta thờ phụng nhiều hơn.
Thì thực tập tại vì quá hỷ, nhưng cái bài kinh ngày hôm nay đó, thì tôi có thể nói thêm một điều rằng, trong cái tín ngưỡng dân gian người ta thường thờ phượng thần linh, mà chúng tôi biết cao tột thần linh là chư thiên dục giới hay là phạm thiên sắc giới, và những vị đó họ vẫn đến đảnh lễ Đức Phật, vẫn đến lễ bái Đức Phật, và những vị đó vẫn quy ngưỡng Đức Phật. Thì điều này nên được người Phật tử hiểu như thế nào trong cái sinh hoạt hàng ngày về việc thờ phượng thần linh? Xin kính thỉnh Thượng tọa Tư Quy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ, con kính lễ đến chư của Thượng Nhất Đẳng, để đến Thượng tọa Minh Hạnh, để đến Tư Tri, để đến Tự Đức, cùng chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến với Tôn Nữ, cùng chư Phật tử. Dạ, kính mời Hòa Thượng, Hòa Thượng thì là một người Phật tử, chúng ta phải có một sự chuẩn xác về một cái việc này. Bây giờ người ta thờ thiên và thờ Phật, hai cái tinh thần, cái giá trị này mà ở Trung Quốc hay là ngay cả ở các nước quốc giáo, chúng ta cũng phải hiểu một tinh thần như vậy. Thì một cái giá trị Phật là tuyệt đối rồi. Nếu mà người là một người Phật tử thì chúng ta hiểu là chúng ta thờ, là thờ, chúng ta thờ Phật. Nhưng ngược lại, chúng ta cũng nên nhớ một điều là khi mà thờ Phật như vậy, để mục đích đó là để chúng ta có điểm tựa, có nơi mà chúng ta xưng tán, có nơi mà chúng ta cúng lễ, và chúng nơi chúng ta chiêm ngưỡng để chúng ta thực hành theo của chính ngài. Nói theo một cái tinh thần tích cực. Còn cái ý mà nói về quần chúng hay nói về tâm tín ngưỡng bình thường thì người ta tín ngưỡng đến Phật, thì người ta cầu nguyện đến Phật, thì cái điều đó thì cũng tùy duyên. Chứ nếu như mà hoàn cảnh mà chúng ta nhớ là người ta tới để người ta thay gì đó cầu thần cầu thánh người này người kia, tại sao mà chúng ta không thờ Phật để cầu Phật, hay hoặc là giúp chúng ta thờ các vị chư thiên mà đúng nghĩa là thiên. Thì trong kinh Phật này cũng dạy, tức là chúng ta nên niệm tưởng đến chư thiên. Mà ai coi như thương tưởng chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng người đó bằng các công đức phước lành, chứ không phải chúng ta chỉ van vái rồi chúng ta cầu cầu trời khẩn khẩn bái như thế này thế kia. Thì hình ảnh của Đức Phật và hình ảnh của một vị trời nó khác nhau xa. Vị trời mà chúng ta cầu thờ thiên đó là cái những vị mà ở cái cõi cao hơn mình, có cái nhiều cái phước báo hơn mình, người ta có thể giúp mình. Còn trên cái tinh thần của Đức Phật, chúng ta thờ Đức Phật như đã nói đó, là chúng ta vâng theo lời dạy của ngài, đi theo dấu chân của ngài. Đó là một tinh thần tích cực của những người Phật tử. Nhưng ngược lại, nếu như xin nhắc lại, đó chính là một người Phật tử bình dân, nó mang tính phổ quát của tín ngưỡng, thì chúng ta cũng hiểu và biết. Nhưng để chỉ dạy cho họ cúng và cúng đúng, cúng thiên, cúng thần, cúng trời, cúng Phật, cúng trời Phật, thì đó là cái từ ngữ mà người ta nói như vậy. Cũng như người chúng ta lễ bái đến Đức Phật là lễ bái đến ân đức của ngài. Niệm tưởng đến chư thiên cũng niệm tưởng cái phước báo của họ đã làm, đã tạo. Thì có thể nói rằng là chúng ta đụng chạm, đi ra vào đụng chạm cái sự sinh hoạt của chúng ta đối với các vị chư thần chư thiên, đối với ma quỷ âm binh Atula nó rất là nhiều. Cho nên khi chúng ta thờ phượng như vậy để cho họ có cái sự cầu, để cùng họ thương tưởng chúng ta, né tránh như chúng ta nhiều điều. Và có một điều lạ là khi mà cầu như vậy đó, thì chúng ta phải nhớ một điều, có cái duyên thì chúng ta sẽ được. Và cũng là một điều mà các nước quốc giáo đó, thay vì ở bên ngoài đó, thì không phải làm những cái tượng mà để mà như là một cái ngôi thiền thất nhỏ 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 được, mà người ta chỉ làm một cái hình ảnh che, một cái mái che, rồi để một hình chư thiên hoặc là tứ đại thiên vương hay phạm thiên bốn mặt đó ở bốn nơi, người ta nhìn thấy bốn nơi. Thì cái tín ngưỡng dân gian nó như vậy, và niệm tưởng nó cứ như là chúng phải có thờ có kiêng, có kiêng có lại có lành, có thờ có kiêng thì chúng ta phải thờ phượng, và chúng ta kiêng nể kiêng gì.
Thì nếu như chúng ta chỉ thờ Phật như là thờ thần thì tiếc, chúng ta không nên có một sự suy nghĩ như vậy, mà chúng ta lễ bái Phật, lễ bái thiên nó có một cái tinh thần khác. Lễ bái Phật là để chúng ta nhắc nhở cái tam nghiệp của chúng ta tốt đẹp, còn lễ bái các vị chư thần chư thiên thì chúng ta nghĩ rằng đó, chúng ta biết là họ là những người có cái phước lành hơn ta, và họ có thể giúp đỡ ta, che chở cho ta, hay hoặc là có một chút gì đó cũng là cũng nên. Thì cái tinh thần như vậy còn hơn là chúng ta cứ cứ thờ vang vái tầm bậy tầm bạ, vang vái lung tung lang tang thì nó cũng không có tích cực. Cho nên vì vậy cái hình ảnh của các vị trời mà lễ bái Phật cho ta một ý nghĩa gì, nếu mà nói như cái câu này nữa thì nói là một chút nữa, thì chúng ta thấy các vị trời xuống đảnh lễ Phật thì xem như Phật là một bậc tối tối chủ cao cả, mà chính chúng ta là một người đệ tử. Nếu chúng ta thực hành theo lời dạy của Phật thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng đã đang như các vị trời đã lệnh đến lễ bái Phật, chứ chúng ta không thể so sánh bằng. Ngày rằm tháng giêng á, người ta nói đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, hay là cầu những cái việc lành việc phước. Thì cái thời hòa thượng có mới nói rằng trời cũng chư thần chư thiên họ cúng xuống cúng Phật nữa, tại sao chúng ta không dâng những cái đèn nhang này đến đến Phật, mà chúng ta lại nghĩ tưởng tới chư thiên? Thì trước nhất là chúng ta cúng Phật, sau đó là chúng ta cứ đốt vài cái đèn trời ở bên ngoài để nó cũng như là cảm thấy cái hình ảnh của tâm linh nó được đánh động. Cho nên khi mà tháng giêng kêu đốt đèn coi như là vào đầu năm là một tín ngưỡng phù hợp, thì con cho họ dâng hoa đăng để cúng Phật và có cái bài kinh để đọc để dâng để xưng tán để ân đức tam bảo và cúng dường ngọn đăng này, tượng trưng cho cái tâm thành của mình kính lễ đến Phật. Rồi sau đó cúng đến Phật xong thì mới đem ra bên ngoài để bày những cái bàn, sắp những cái ngọn đèn đăng đó lên để cho tất cả chư thiên họ đồng hoan hỷ, họ đồng đến để cúng Phật. Còn nếu ở nhà thì con khuyên á, tức là sau khi cúng Phật xong thì quý vị có thể cũng về ở ngoài cái bàn thiên của chúng ta thờ chư thiên, là những ơn đức lành của chư thiên, chúng ta đem bông đem hoa hay là nhang đèn gì cúng cũng là một điều tốt. Nhưng chúng ta nhớ rõ ràng rằng cái ơn đức của Đức Phật nó cao cả và nó cao tột, cho nên đánh mà các vị trời xuống còn đảnh lễ Đức Phật, chúng ta thấy chúng ta may mắn. Mà chúng ta nếu như chúng ta không làm được như các vị trời thì chúng ta thật sự là chúng ta rất là thiếu phước. Chúng ta phải nhớ như vậy. Tuy là chỉ một cái hình ảnh đảnh lễ lễ bái, nhưng nó thể hiện cho tất cả những tấm lòng thành. Vì vậy cho nên chư Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng á, nếu như chúng ta đừng có gì cái thời gian điều kiện quá, chúng ta cũng nên có một cái bàn thờ ở trong nhà đó, chúng ta cũng nên nên làm một cái việc, chẳng hạn như chúng ta đến khi mà tối hoặc là sáng chúng ta đến để chúng ta thắp một nén hương, rồi chúng ta cúng dường một cái bông hoa, cái trái, một cái món ăn, một vật thực gì đến cho tam bảo cũng là điều tốt. Một cái nước quốc giáo đó, quý vị biết khi mà sáng sớm người ta sau khi mà thức dậy xong thì người ta các người Phật tử người ta sau khi vệ sinh xong họ đến họ thắp nhang, họ đọc kinh hay là họ ngồi thiền trong một giây lát, sau đó bắt đầu họ xuống họ đặt bát cúng dường. Thì xem như chúng ta mỗi ngày chúng ta lên lễ Phật đó cũng là một điều hay đó quý vị. Thay vì chúng ta thắp nhang đến ông bà cha mẹ, cứ như thắp nhang đến Phật, thì chúng ta nhớ có một sự tịnh tâm, dùng cái tâm thanh tự của mình, nhiếp tâm của mình, ngay lúc đó chúng ta thiền định một chút xíu thì chúng ta phước báo vô lượng công đức, mà để lại một cái phước nó cái phước người mà chúng ta gọi là cái mỗi ngày một công đức của mình cứ làm như vậy thì nó cũng đâu có cái gì mà nó quá, và nó hay vô cùng. Mỗi ngày một tăng trưởng niềm tin, chúng ta tập như những người Phật tử quốc giáo sau khi họ họ làm xong cái số họ đặt bát cúng dường chư tăng, họ chờ chư tăng đi tới,
cúng dường. Dạ, thì như vậy chúng ta thấy cái sự gần kề và một cái sự hiểu biết hết sức là căn bản và tốt đẹp. Và đặc biệt đó chính là cái sự cúng lễ mà chúng ta nhớ các vị thần, cả vua trời Đế Thích luôn mà, vua trời Đế Thích hoặc các vị phạm thiên ở các cõi cao, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đều đến để đảnh lễ Phật. Và như vậy thì chúng ta thấy ở đây một điều mà đến để có một cái tâm thành để hướng tâm đến Phật, thì là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta được một cái đấng đạo sư, một người cha lành, một vị thầy cao cả của chính chúng ta, gọi là quá phước lành, được trời người xưng tôn xưng tán một cách đầy đủ ý nghĩa. Và ai xưng tôn xưng tán, ai có niềm tin chánh kiến đúng đắn, có sự thực hành đi theo cái lời dạy của chính ngài, thì người ấy thật sự là hữu phước. Và sự lễ bái bằng cái tâm tam nghiệp thanh tịnh thì phước báo vô lượng công đức ở hiện kiếp cũng như ở kiếp lai sinh. Cái đây chính là cái câu trả lời của chính con qua cái câu thảo luận này. Và cõi kính cung thỉnh hòa thượng. Sa thủ kính thiện chư thật cùng thảo luận vừa rồi. Bạch chư thật và tự quý phật tử, tiếp theo thì chúng tôi xin được chia sẻ cùng với chư tôn đức và quý phật tử theo cái dòng suy nghĩ mà của thượng tự sư và thượng đạo tự nguyện vừa đề cập. Như chúng ta nghe hòa thượng tự sư có đề cập đến tam minh bát minh và mười lăm hạnh đức của Đức Phật. Ở đây thì mình có một cái nhận thức là trong đời sống của chúng ta, cái tầm rộng của trí tuệ hiểu biết nó thường rộng hơn, lớn hơn là những gì mà mình có thể thực hiện. Thí dụ như ngày nay chúng ta đề cập đến khoa học và kỹ thuật, tức là science và technology, thì trên phương diện khoa học đó chúng ta có một cái hiểu rất nhiều, rất rộng. Nhưng mà trên phương diện kỹ thuật, hay là ngày nay trong cái ngôn ngữ của Việt Nam bây giờ gọi là công nghệ đó, đem cái hiểu biết về khoa học ứng dụng thực hành thì nó là một chuyện khác. Quý vị đến các cái lớp học, kể cả trường cấp 2 phổ thông, thì người ta có, chúng tôi không hiểu là sách giáo khoa Việt Nam thế nào, nhưng mà ở bên Mỹ thì ở trung học người ta đã có giải thích về cái hiện tượng vật lý trong việc chế bom nguyên tử hay bom hạt tâm. Hay là ngày nay chúng ta cũng được nghe biết về những cái công nghệ mà sản xuất những cái chip vi tính. Có thể về phương diện lý thuyết á, thì chúng ta hiểu là chúng ta có làm được, có thể thực hiện được. Nhưng mà ở tại Việt Nam làm được hay không thì nó là một chuyện khác. Tại vì chúng ta có thể nắm về lý thuyết, nhưng mà chúng ta không đủ trình độ để hiểu về sự thực hành. Và chúng ta nên hiểu rằng giữa lý thuyết với thực hành nó có cái khoảng cách rất xa nhau mà chúng ta không thể không biết. Đó là về phương diện khoa học và kỹ thuật. Còn phương diện đời sống đó, thì thưa quý vị, nhận ra điều tốt, biết được điều tốt là một lẽ. Nhưng mà hành trì để thật sự chuyển hóa, thật sự thay đổi, làm tốt hơn cho cuộc sống của chúng ta đó, thì đó lại là một chuyện khác. Tại sao vậy? Rất đơn giản là
cũng giống như là khoa học và kỹ thuật. Cái lý thuyết và thực hành đó, nó bị cản trở bởi nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là sự áp dụng cụ thể. Tương tự như là quý vị Phật tử có thể nghe người ta nói về một cái một món rất là ngon và cách nấu, và cũng thể người ta lên TV hay lên YouTube hay quảng cáo, họ đứng trước mặt để họ chỉ cho chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là khi mình thấy người ta làm á mình có thể làm được. Đôi khi thấy người ta làm mà mình làm không được, và rồi con người của chúng ta đó nó có một thứ mà luôn luôn gây trở ngại để làm cho chúng ta tốt hơn. Cái này gọi là tập tính, tập khí hay thói quen. Cái tập tính là một cái thói quen nào đó mà chúng ta vốn đã quân tập không phải một đời mà nhiều đời, ở trong cách vui, cách buồn, cách phản ứng, ở trong cái sự thay đổi bản thân của mình. Và cái thói quen là cái gì mà ăn sâu giấu kín trong tâm khảm của chúng ta. Trên phương diện lý thuyết thì chúng ta nói điều này tốt và điều này xấu, nhưng mà trên phương diện thực hành đó, từ cái mà mình biết nó xấu mà mình bỏ được để áp dụng cái mới đó, nó rất cần một cái thứ kỷ luật để điều chỉnh cá nhân. Đức Phật gọi là sila hay là giới học, sila khanh thả giới cũng. Tức là đây là cái cách đầu tiên mà mình thay đổi bản thân của mình bằng cách áp dụng một số nguyên tắc nào đó, mà nó không phải là giống con người bình thường của mình, nó có thể đi ngược lại bình thường của mình. Thì cái giới học tăng thượng giúp chúng ta một phần là đặt ra một cái khuôn khổ mà chúng ta tự hứa với chính mình là không vượt ngoài khuôn khổ đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta thuần thục ở trong khuôn khổ rồi, nhưng mà chúng ta không thể đi xa hơn, bởi vì chúng ta thiếu cái thứ nội hàm. Cái nội hàm đó trong Phật pháp gọi là định học tăng trưởng. Định học tăng thượng ở đây đó thì gồm có nghi lực hay là chánh tinh tấn, có sự tỉnh thức sắc bén gọi là niệm lực, và có cái khả năng tập trung gọi là định lực. Thì cả ba thứ nghi lực, niệm lực và định lực đó, đều đòi hỏi quân tu, không phải tự nhiên một sớm một chiều mình có. Ngay cả chúng ta hoàn toàn chấp nhận nguyên tắc, ngay cả chúng ta hoàn toàn đặt mình vào trong khuôn khổ, nhưng mà chúng ta không thể đi tới. Mà nếu chúng ta thiếu cái nội hàm, thiếu định lực, cũng giống như thưa quý vị, một người mà biết tổ chức công ăn việc làm của mình, biết những nguyên tắc về kế toán, nguyên tắc về giao tiếp thế này kia, nhưng mà người đó vẫn cần có vốn lý chứ. Nếu không có vốn lý không thể phát triển được. Mặc dù cái cơ cấu tổ chức mình làm rất tốt, mình khéo sắp xếp rất tốt, nhưng mà cái nguồn vốn rất là quan trọng. Cái nguồn vốn được kiểu như là định lực này. Và do có giới học tăng thượng, định học tăng thượng, thì chúng ta mới có điều kiện để phát triển gọi là tuệ học tăng thượng. Là khoa tăng thượng tức là chúng ta biết tập trung những cái tinh hoa, chúng ta biết tập trung những cái sáng kiến, để từ sáng kiến đó công ty được khéo tổ chức rồi, chúng ta có vốn liếng rồi, có tiền vào rồi, nhưng rồi không phải có tiền nữa, phải có sáng kiến nữa. Không phải công ty nào mà có nhiều tiền lắm bạc mà người đó công ty thành tựu đó.
Chứ thấy những công ty lớn ngày nay như là Apple hay là Google chẳng hạn, cái mà họ có cái gì đó là sáng kiến, những cái đề xuất nó mang tính cách là đi trước theo thành tựu. Những cái sáng kiến đó chúng ta ví dụ như tuệ học. Và khi mình hiểu điều này rồi đó, thì mình sẽ hiểu tại sao Đức Phật dạy con đường bát chánh đạo, dạy con đường trung đạo. Tại vì mình nói tốt mình chưa hẳn là tốt đâu. Chúng ta có thể nói tham sân si là xấu, nhưng mà cái chuyện nói đó là xấu là một lẽ, mà có thể chế ngự, có thể áp đảo nó là một lẽ khác. Vì vậy các quốc gia phát triển ngày nay đó, họ đều có một cái khả năng giống nhau mà Việt Nam của chúng ta chưa có. Đó là họ có một trình độ công nghệ cao, hoặc là tương đương với lý thuyết, tức là khoa học, hoặc giả là đi sau khoa học một chút thôi. Chúng tôi lấy ví dụ như là Hoa Kỳ hay Đức hay Nhật Bản. Những gì mà họ biết về khoa học, họ biết khoa học là cái chuyện đó là chuyện khả dĩ, đó là chuyện có thể làm được, thì họ tìm cái kỹ thuật có thể áp dụng được. Chúng ta nhớ nhiều năm trước, người ta có một cái lý thuyết rất là tốt về cloning. Cloning chúng ta gọi là nhân bản. Nhân bản ở đây là thay vì kết hợp giữa nam và nữ mới thụ thai, mới tạo thành, mới sản sinh ra một cái khác. Chúng ta gọi là sự kết hợp của nhiễm thể X, nhiễm thể Y đó, thì nó mới tạo ra một người khác. Bây giờ đó, người ta chỉ lấy một cái tế bào từ một con vật thôi. Con vật, ví dụ con cừu đố phi chẳng hạn. Một con người, một tế bào thôi. Và họ sẽ nhân giống thành một cái con vật giống y hệt như vậy, mà không cần đến cái sự kết hợp giữa hai nhiễm thể Y, nhiễm thể X. Lý thuyết thì nhiều quốc gia biết chuyện đó, nhưng mà cho đến ngày nay gọi là thành công trong việc cloning thì những quốc gia đếm trên đầu ngón tay. Không phải là lý thuyết ai biết được mà điều thực hành ta làm được đó. Nó còn cách riêng, như là quý vị biết là nhiều người nấu trà trôi nước, nhưng mà có người nấu ra mà để nó mềm, mà để 2-3 ngày sau ăn vẫn ngon, nó khác với người nấu con bưởi mà bữa mới nó nguội nó đã cứng rồi tới làm chuyện khác. Hay là nó làm bánh xèo, người ta biết là mình làm nó mỏng mà nó giòn thì ngon, nhưng mà không phải ai đổ nó cũng giòn giống nhau đâu. Đó chính là cái chuyện đơn giản để sống hàng ngày. Và về điểm này đó, thì Phật Pháp có dạy hai thứ, đó là pháp học và pháp hành. Chúng ta tạm gọi pháp học giống như science, khoa học, và pháp hành giống như technology, là công nghệ hay là kỹ thuật. Trên phương diện lý thuyết đó, thì chúng ta biết rằng tứ niệm xứ có bốn là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chúng ta biết niệm thân thì có chín, là ví dụ như niệm hơi thở, niệm tiểu quê nghi, niệm đại quê nghi, niệm tứ đại, niệm về 32 thí trược, niệm về tử thi, niệm về hài cốt, vân vân. Mình biết. Nhưng mà biết như vậy không có nghĩa là chúng ta đã có thể thực hành được. Tại vì cái chuyện thực hành nó thuộc về pháp hành. Nó thuộc về pháp hành, chứ không phải là pháp học. Rất ít người có cái khả năng phân biệt giữa pháp học và pháp hành. Cũng như ở trong cái một nền kinh tế đó, nền giáo dục như Việt Nam đó. Việt Nam về khoa học thì Việt Nam tiến lắm, chứ không có chúng ta hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà gọi là cái công nghệ làm được cái chuyện đó là chuyện khác. Chúng ta hiểu biết thế nào là cấu trúc của một cái tăng, chúng ta thấy thì sẽ tăng chứ. Chúng ta biết là một cái chiếc tàu 53.000 tấn là tàu chiến như vậy vậy đó, nhưng mà chúng ta chưa thể đóng được, trừ khi chúng ta đi mua công nghệ như nước khác. Chúng tôi rất khó
để giải thích về sự khác biệt giữa pháp học và pháp hành, cũng như người ta khó nói về sự khác biệt giữa khoa học và kỹ thuật, khoa học và công nghệ, hai cái đó người ta làm lẫn với nhau nhiều lắm. Mà đa số Phật tử đó, khi mà nghe pháp hành đó, thì lầm tưởng pháp học, mà khi nghe pháp học lầm tưởng pháp hành. Và nhiều người nghĩ là pháp học pháp hành nó cũng chỉ nằm trong tâm tạng giống nhau thôi, rất khác biệt với nhau. Cũng như ngoài đời chúng ta nói rằng ở trên những lý thuyết ai cũng biết, nhưng thực hành là chuyện khác. Và chúng ta phải hiểu cái điểm này đó, thì chúng ta mới thấy được là tại sao Đức Phật mà với cái Phật hiệu là Minh Hạnh Túc là đứng cao cả, là tại vì cái tri kiến của Ngài biết tới đâu thì Ngài có thể sống tới đó, có thể thể hiện điều đó, và Ngài sống tới đâu Ngài biết rõ điều đó. Ngày xưa bên Trung Hoa người ta đưa ra một cái lập thuyết, và ở trong đó nói về cái đạo, một người gọi là cao đạo, một cái người mà đạo cao đức trọng thực sự đó, là người được gọi là tri hành hợp nhất. Và tri hành là cái biết và cái hành, thực hành nó có thể song song với nhau. Họ nghe thì ồ, đó chỉ là đạo đức, đó chỉ là luân lý, nhưng không phải. Cái biết và cái thực hành đó đi song song với nhau, đó là một người tương đối là có một cái trình độ cao. Cũng như trong tiểu thuyết người ta nói rằng tại sao có nhiều nhà viết tiểu thuyết ngoài dung như là những chuyện kiếm hiệp giống như Cổ Long chẳng hạn, một vài cái tác phẩm như là Lục Tiểu Phụng hay là Sử Lưu Hương, thì những tác phẩm khác Cổ Long không có nổi như là Kim Dung. Bởi vì rất là đơn giản là khi Kim Dung diễn tả một cái nhân vật ngờ nghệch như là Quá Tỉnh, thì mình thấy rõ ràng là cái hành động của Quá Tỉnh ở trong truyện đó, nó đúng là một người ngờ gạch, mặc dù có cái chất không minh. Hay một người lém lĩnh như Vi Tiêu Bảo thì trong cái hành động đó có lém lĩnh. Nhưng những nhà tiểu thuyết khác đó, họ khi họ biết đó, họ chỉ nói rằng nhân vật đó là ngờ gạch, là đôn hậu, nhưng mà hành động không thấy đôn hậu, cuộc sống thấy đôn hậu. Mà nói nhân vật đó lém lĩnh, tinh ranh thì không thấy được tinh ranh. Cái đó chúng ta chỉ dán cái nhãn nhưng mà không có thực. Cái này là một điểm rất là khó, thưa quý vị. Trong âm nhạc, trong văn học, trong nghệ thuật, trong kỹ thuật dựng về hết á, chúng ta rất dễ dàng đưa ra một cái nhãn hiệu, à, đây là đồ tốt, đây là cái hay, cái dở, giỏi. Nhưng mà để chúng ta phô diễn thực sự, để chúng ta làm hình ảnh đó nó sống thật với cái tên gọi đó, nó là một chuyện rất là khó. Rất là khó. Mình đưa ra một nhân vật mà mình muốn cho người ta cảm nhận rằng đó là một nhân vật đôn hậu chất phác, mà cái hành động không đôn hậu chất phác á, thì thật ra nó là phản, nó phản lại cái ý mà mình muốn. Thì trong cái sự tu tập cũng vậy, ở giữa pháp học pháp hành đó, một cái người mà một chuyên về pháp học và chỉ biết pháp học thôi đó, đôi khi những gì họ nói đó thì nghe nó có lớp lang, có trật tự, nhưng mà gọi là nên áp dụng vào trong đời sống, đó là một chuyện khác, hoàn toàn khác. Chúng tôi bảo đảm quý vị là chúng ta học thuộc bài lòng, chúng ta học thuộc lòng bài kinh tứ niệm xứ, nhưng mà trong đường thiền chúng ta không sống như trong bài kinh tứ niệm xứ nói, mà chúng ta áp dụng ở, áp dụng bài kinh ở một cái cách khác nhau. Vì vậy sẽ là một điều rất là lợi lạc nếu quý Phật tử và quý vị quan hệ trời chúng tôi chút xíu nha. Chúng tôi xin lỗi quý vị nha. Quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Ồ, thưa quý vị, hết giờ rồi. Hết giờ. Chúng ta nói tóm lại như vậy là tại sao Phạm Thiên Sanh Kumara, Pramath chúng ta gọi là hình đồng Phạm Thiên đó. Cái vị thường đồng Phạm Thiên này quý vị sẽ tìm thấy nhiều trong kinh điển chữ Hán, điển Phật giáo đại thừa lắm. Nhưng mà chúng ta mới thì giờ để bắt việc này.
Vì thì ca ngợi Đức Phật là bậc viên mãn hay là đầy đủ minh và hạnh, nói cách khác là một đúng là một bậc tri hạnh hợp nhất. Và chúng ta muốn nói điều này, chỉ có Đức Phật, chỉ có Đức Phật ngài mới có thể sống với tất cả những gì mà ngài biết, và ngài có biết tất cả những gì mà ngài thể hiện trong đời sống. Quý vị nhớ đó là chỉ Phật toàn giác mà thôi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rư Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chương trình Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn tương bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú lành thai, con phụ nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rừng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như điều hợp chương trình học ngày hôm nay để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ con tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Trung Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp, kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính tri ân với ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Chi văn ta na ra ni tu ca ma nu nhang phu cha nang